quay trở lại kênh Áo Dùng Việt Nam. Mình là Đức Vũ. Và ngày hôm nay thì mình rất vui khi được nhận xét về hai dòng sản phẩm mà tạo nên tiếng vang của thị trường áo dùng ngày xưa. Đấy là bi sói thế hệ cũ và bi sói thế hệ mới. Đầu tiên thì tôi xin nhận xét qua về dòng bi sói thế hệ cũ được ra mắt vào những năm 2017-2018. Khi đó thì trên thị trường toàn bộ là dùng bi xê nông và rất là ít dòng bi led trên thị trường. Khách hàng lúc đó mà đa phần xe ô tô đời mới ngay lúc đó lại ra công nghệ led, nên là rất nhiều khách hàng thời điểm đó đã mong chờ rằng có dòng bi led mới trên thị trường để họ được cảm nhận ánh sáng của led. Thực sự mà nói thì ánh sáng của led nó có màu thật mắt hơn, dịu hơn, cường độ sáng tốt hơn là bi xê nông nhiều, và đặc biệt là tuổi thọ cũng cao hơn, nên rất nhiều khách hàng mong chờ. Ngày đó Aozoom đã ra mắt dòng bi led xoáy upline, chân xoáy tùy chỉnh lắp đặt trên những dòng xe dạng xoáy H4, H7 mà không cần phải đục khoét, được rất nhiều người khách hàng tìm dùng. Nhưng tại thời điểm đó thì ánh sáng tốt, nhưng mà so đến bây giờ 4-5 năm rồi thì cũng đã có nhiều dòng bi led mới ra mắt trên thị trường ánh sáng tốt hơn, nên vì vậy thì cần ra những sản phẩm mới. Cái ưu nhược điểm của dòng bi led xoáy thời đó là nhỏ gọn, dễ lắp đặt, và ánh sáng led thì dịu và thật mắt hơn xe nông. Nhưng nhược điểm của dòng bi sói thời đó là ánh sáng pha hơi kém một chút, bởi vì là chỉ có chóa đơn phản xạ chứ không có dòng chóa đôi như những dòng bi hiện nay, nên là khả năng chiếu xa để di chuyển trên đường cao tốc khá là kém, còn chỉ có thể đi được trong phố hay là đi được ở cung đường gần mà thôi. Di chuyển trên đường cao tốc hay gặp mưa thì không quan sát xa được đối với dòng bi sói này. Ngày đó thì những cái dòng bi mà có thể quan sát xa được phải là laser hay là những dòng bi lớn phải đục quét, chứ còn chân xoáy tùy chỉnh này bị thiết kế hạn chế nhiều vấn đề nên là chưa sản xuất được. Thì năm tháng cũng thay đổi và công nghệ thì cũng thay đổi đáp ứng kịp thị trường, đến ngày hôm nay ra mắt dòng sản phẩm bi led sói thế hệ mới đã có đạt cái độ sáng gần như là tuyệt đối. Có thể nói rằng ngày trước bi led sói thế hệ cũ có ánh sáng pha kém, thì bây giờ bi led sói thế hệ mới được cải tiến, đưa đây sử dụng chóa phản xạ đôi, phía trên là chóa phản xạ cho cốt và phía dưới là chóa phản xạ pha. Ngày trước chỉ có một chóa phản xạ thôi, nên bây giờ khả năng chiếu xa của bi led sói thế hệ mới này cũng rất là ok. Các bạn có thể tự tin được di chuyển trên nhiều cung đường và tầm quan sát cũng tốt hơn là dòng cũ rất là nhiều rồi. Đặc biệt hơn nữa rằng với công suất cũng chỉ tầm 45/55W mà thôi, nhưng sử dụng chip led thế hệ mới của nhà Aozoom sản xuất đã cho ra cường độ sáng tốt hơn dòng bi sói cũ lên đến tầm 50%, một con số cải tiến đáng kể. Và có một cái điều nữa ở dòng bi sói thế hệ mới này là nó sử dụng thiên về cho các bác sử dụng xe chân xoáy H4, H7 gọi là tùy chỉnh lắp đặt, có thể ăn đu về zin được. Nhưng ngoài ra thì ở cái phần chân xoáy H4 này các bạn có thể tháo ra được, cánh quạt đã được chuyển từ dưới bụng lên phần đuôi để tăng khả năng tản nhiệt tốt hơn, và cái thiết diện nó sẽ ngắn gọn hơn rất là nhiều. Thì một số dòng xe chẳng hạn như là Hyundai Santa Fe 2019, 2022 hay là những dòng mới như bây giờ như Forerunner 2023 sử dụng hai bi, thì bi phía dưới chúng ta có thể độ được những dòng bi dài và sử dụng laser, nhưng bi phía trên các bạn muốn thay thế thì bắt buộc phải sử dụng những dòng bi ngắn như này để nó vừa với chó đẹp. Thì dòng bi sói thế hệ mới này cũng phù hợp cho các bạn sử dụng chân tùy biến. Chúng ta sẽ tháo cái phần chân chỉnh H4, H7 này ra, sau đó thì lắp đặt vào nó khá là gọn và ngắn, thì chỉnh được cho các bạn lắp ở trên nhiều dòng xe nữa. Thì tuy nhiên đối với những dòng như Forerunner thì chúng ta có lựa chọn sử dụng bi sói làm bi phụ và bi chiếu sáng phụ phía trên, còn phía dưới thì thường chúng ta sẽ lựa chọn những dòng bi laser để có khả năng chiếu sáng tốt hơn. Nhưng nhận xét cảm quan dù sao để mà nói thì dòng bi led sói thế hệ mới này cũng sáng và tốt hơn rất nhiều bi sói thế hệ cũ rồi. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau thử so sánh ánh sáng thực tế. Chào các bạn, ngày hôm nay thì tôi sẽ so sánh trực quan giữa bi led sói thế hệ cũ và thế hệ mới. Ánh sáng các bạn đang xem đây là một cặp bi led sói thế hệ cũ. Bi led sói thế hệ cũ này được ra mắt từ khoảng độ năm 2017. Để chân thành mà nói thì bi led này ngon đấy. Ánh sáng, cái màu ánh sáng là màu ánh sáng khoảng độ 5.000K. Người lái xe rất là thích. Ở ngày cái thời điểm mà ra led ra mắt bi sói này đã làm mưa làm gió trên thị trường và tạo được niềm tin trong khách hàng về thương hiệu của Aozoom bi led. Màu ánh sáng cực kỳ thật mắt, giá thành hợp lý, nhỏ gọn và độ bền cao. Nhưng đó là câu chuyện của những năm 2017-2018, 5 năm trước. Bây giờ thì có sản phẩm luôn luôn cải tiến và thay đổi rồi. Thì đã có bi led sói thế hệ mới. Bi led sói thế hệ mới này có cường độ sáng cao hơn khoảng 4-50% so với bi led sói thế hệ cũ. Vẫn là dạng thiên về chân xoáy tùy chỉnh, có thể ăn đu về gì. Đây là những cái đặc trưng mà dành để dòng bi chân xoáy của Woodline có thể mang lại cho khách hàng. Đây là cái lựa chọn mà cho nhiều khách hàng không muốn đục khoét.
ánh sáng của bled thế hệ mới, bi sói thế hệ mới có thể là hơn hẳn. Tôi nghĩ là phải hơn đến 50%. Nó thiên về ánh sáng trắng hơn một chút, vẫn còn nhiều ánh sáng vàng và cái độ phủ sáng của ánh sáng dày hơn cho chúng ta quan sát rõ ràng hơn so với bled của sói thế hệ cũ. Bây giờ lại cùng nhau xem lại bi sói thế hệ cũ. Và có một cái là nhược điểm của bi sói thế hệ cũ ấy, là ánh sáng cốt rất là tốt nhưng ánh sáng pha bị hạn chế bởi vì gần như là không có xóa đôi để hỗ trợ cho ánh sáng pha. Ánh sáng pha của bi sói thế hệ cũ tỏa rất là rộng nhưng mà không có cái tâm chiếu xa. Thì ngày hôm nay đối với bi sói thế hệ mới đã có được khả năng sử dụng xóa đôi cho chúng ta khả năng chiếu xa tốt hơn, cái tầm nhìn xa rõ ràng hơn ở bi sói thế hệ mới. So sánh trực quan thì bi sói thế hệ cũ và mới thì bi sói thế hệ mới đã tốt hơn hoàn toàn rồi. Và có tùy chọn rằng bảo hành 3 năm. Chúng ta có một cái dòng bi chân xoáy nhỏ gọn, lắp đặt không cần phải đục khoét cho các bác có thể dễ dàng ăn đu về gì. So với cái thời điểm đăng kiểm khó khăn hiện nay thì dòng bi sói thế hệ mới là một lựa chọn đáng để chúng ta phải suy xét đấy. Ok, xin cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại trong các video lần sau.